cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch quét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đệ tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản của ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó và cho nó chung số phận với những kẻ già hình, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính chào quý ông bà anh chị em. Giữa lúc chúng ta ở nhà vì dịch bệnh, mỗi người có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, cho người thân. Nhiều người có con cái hay là cha mẹ ở xa thì họ gọi điện hỏi thăm thường xuyên hơn. Thậm chí có một số người lâu nay chúng ta không có cơ hội gặp gỡ, nhưng họ đã gọi điện và gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe, nhắc chúng ta bảo trọng và tự chăm lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Phải nói, giữa lúc khó khăn này, con người quan tâm đến nhau hơn, nhắc nhở nhau canh chừng mạng sống. Trong hoàn cảnh đó, giáo hội cũng không đứng ngoài. Ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban ơn toàn xá đặc biệt cho các tín hữu nhân ngày lễ ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất. Qua những gì giáo hội làm cho các tín hữu giữa cơn đại dịch, chúng ta không biết sống chết ra sao. Giáo hội chỉ muốn nhắc nhở chúng ta một điều: hãy cảnh thức. Đó cũng là sứ điệp Chúa Giêsu muốn gửi tới mỗi người chúng ta ở trong bài tin mừng ngày hôm nay. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta hãy cảnh thức. Chúa nói với các môn đệ: anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Từ canh thức nhắc nhở các môn đệ nhiệm vụ của một người canh gác, mà cụ thể ở đây các ông phải cẩn thận canh giữ linh hồn của mình để chờ ngày của Đức Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh tên trộm để chỉ sự bất ngờ về ngày của Chúa. Sự bất ngờ này nó trái ngược hẳn với suy nghĩ của nhiều người, ngay cả các tín hữu chúng ta. Bởi vì trong Cựu Ước, Thiên Chúa xuất hiện ở đâu thì có những cái dấu hiệu báo trước. Chẳng hạn như ông Mô-xê, ngọn lửa trong bụi gai báo hiệu cho ông biết có Thiên Chúa hiện diện. Rồi khi dân Do Thái đi ở trong sa mạc thì có cột mây và cột lửa báo hiệu cho họ biết có sự che chở của Thiên Chúa. Rồi các ngôn sứ tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ đến và kêu gọi dân chúng chuẩn bị đón Ngài. Rồi trong tin mừng chúng ta thấy Gioan Tẩy Giả chỉ cho dân chúng thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Messiah, là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, và kêu gọi dân chúng đón tiếp Ngài. Như vậy, khi Chúa đến cách trực tiếp hay là gián tiếp,
thì Ngài đều báo trước cho con người. Nhưng riêng ngày của Thiên Chúa, con người phải sẵn sàng, phải cảnh thức. Kính thưa quý ông bà anh chị em, với các tín hữu, tỉnh thức hay là canh thức, nó là từ rất quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta bước vào mùa vọng, chúng ta mong đợi Chúa đến, chờ ngày Chúa trở lại. Và Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta canh thức trong hai điều. Điều thứ nhất, canh thức trong nhiệm vụ. Theo lời Chúa dạy, người đầy tớ trung tín và khôn ngoan phải hoàn thành tốt ba việc: coi sóc gia nhân, phân phát lương thực một cách công bằng và trông coi tài sản cho ông chủ. Chúa cũng đòi mỗi người chúng ta phải canh thức ở trong nhiệm vụ của mình. Vì trước hết, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức, rồi cũng đừng ngại nhờ người khác cầu nguyện cho chúng ta. Bởi vì không có ơn Chúa, chúng ta không có làm được gì hết. Không có ơn Chúa, chúng ta không nên công trạng gì. Tiếp đến, chúng ta hãy cố gắng chu toàn bổn phận với Chúa, với giáo hội, với người thân và với tha nhân, nhiệt thành trong cái nhiệm vụ mà chúng ta đang cái đảm đương, rồi chăm chỉ trong công việc chúng ta được trao. Hãy làm cho người thân qua bàn tay của chúng ta được hạnh phúc. Hãy làm cho tha nhân qua chúng ta được lớn lên về nhiều mặt. Đó là nhiệm vụ thứ nhất, canh thức trong nhiệm vụ. Điều thứ hai, canh thức trước những điều xấu. Ở đây Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy ba việc không tốt mà anh đầy tớ sao lãng. Thứ nhất, sao lãng trong nhiệm vụ. Thứ hai, đánh đập người dưới. Thứ ba, chè chén say sưa. Để có thể thoát khỏi những điều xấu ở trong trách nhiệm của chúng ta, trước hết mỗi ngày xin Chúa cứu thoát chúng ta khỏi những điều xấu có thể sẽ xảy ra trong cuộc sống. Giống như là trong kinh lạy cha, chúng ta vẫn xin Chúa: xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tiếp đến, chúng ta hãy cố gắng trong khả năng của Chúa ban, lắng nghe những lời khuyên bảo của những người có trách nhiệm và những người Chúa gửi đến cách riêng cho chúng ta, cách này, cách khác. Bởi vì khi chúng ta lắng nghe như lời của sứ giả Chúa gửi đến là chúng ta đang lắng nghe Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy canh thức. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy hai điều phải canh thức. Đó là canh thức trong nhiệm vụ và canh thức trước những điều xấu. Trong cả hai điều, chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp để mỗi người trung thành, chu toàn cái bổn phận Chúa trao và thoát khỏi những cái khuynh hướng xấu biến chúng ta trở nên những đầy tớ bất trung. Trong mọi sự, nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả.